Anh tiếp em bên hôm nay đi đâu hết rồi nhỉ? Hả? Cái gì thế kia? Thôi đúng rồi, đúng là kẹo mắt rồi. Kẹo mắt màu đỏ, kẹo mắt màu xanh, cả kẹo dưa hấu nữa. Ở đâu ra sao mà nhiều thế này? Wow. Ngon quá, ngon quá. Ăn rồi mà vẫn còn rất nhiều. Hay là mình mang số còn lại đi nướng nhở? Bắt tay vào làm luôn nào. Không biết là vị kẹo nướng nó có thơm ngon hơn không nhở? Có bạn nào đã từng ăn kẹo nướng rồi chưa? Hãy comment cho mình biết với nha. Ta-da! Cuối cùng thì cũng đã xong rồi này. Kẹo có mùi rất là thơm. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Ngon nha các bạn ơi. Kẹo mắt của mình đâu hết rồi? Ở đây lại có hai cái vỏ lon nữa này. Hôm nay mình nhặt được khá là nhiều lon rồi đấy. Trời nắng quá, nhưng mình phải cố gắng kiếm thật nhiều vỏ lon để tối nay có tiền mua đồ ăn nữa chứ. Yes. Ai ơi, đau quá. Chảy máu chân rồi, có ai không? À, mình nghĩ ra cách rồi. Đây rồi, đúng thứ mình cần. Mình sẽ bóc bẹp hai cái chai này. Cố định chân với vỏ chai lại với nhau. Yeah, vậy là mình đã tự chế ra được một đôi dép từ vỏ chai. Không còn sợ dám phải gai hay đinh nữa rồi.